Chào anh em, hôm nay mình cũng vừa về cái máy khoan pin The One 20V, mã của nó là DSH273. Mình về cái thân máy là mới chầm chầm, thì hàng Mỹ về mới chầm chầm. Thì con này sản xuất của nó là ở tại China, nhưng mà ở Mỹ về, động cơ không trở than. Thì cái giá của con này thì là Make in China, Mỹ về chính hãng thì Make in China thì là 6 triệu. Còn cái giá mà Make in Cộng hòa Séc là 6 triệu rưỡi. Thì hiện tại thì em có hai con. Thì anh em lựa chọn thì cứ liên hệ 0903 397 180. Thì hôm nay thì em sẽ vừa về cái con này, em sẽ test cho anh em xem. Đây là 273, nó là 20V, lực cái dòng xoay xoáy của nó là 1.100 vòng trên phút, và thì nó gồm có 3 cấp độ. Sử dụng trung pin cho hệ thống 18V, hàng China ở Việt Nam, rồi là sử dụng đúng của nó là 20V. Thì nói chung là sử dụng được hết, anh em cứ yên tâm. Thì nó có hai cấp độ đổi chiều. Thì SDS thì nó chống rung, đây là đang khoan tường, và đây là xuống này thì chung thì hệ thống mà không trở than thì rất là tiết kiệm pin. Và đây là chế độ đục. Hiện tại thì em nói là sử dụng mũi 13 ly nha anh em. 13 ly phổ thông, rất là phổ thông. Đỡ em gắn vào cho anh em xem. Đó. Anh em nào có quan tâm và liên hệ 0903 397 180 đã được sở hữu em này, thì em cũng nói lại là cái giá của em này là 6 triệu cái thân máy chưa pin sạc. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em đỡ cho setup cái pin sạc. Và cái máy của Make in, đây là Make in China 6 triệu, còn Make in của Cộng hòa Séc là 6 triệu rưỡi cái thân máy. Anh em chú ý cái điều này. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nhớ subscribe kênh Shop Không Pin của Tùng. Cảm ơn nhiều.